Học giả Nga, xã hội Việt Nam đã thể hiện một tinh thần đoàn kết chống Covid tương tự thời chiến tranh chống Mỹ. Thanh tâm online xin giới thiệu nguyên văn bài viết rất hay, thẳng thắn của học giả Andrei Ivanov, tiến sĩ triết học, chuyên gia nghiên cứu chính sách đối nội đối ngoại, giám đốc trung tâm phân tích chiến lược viện phát triển sáng tạo đăng trên tờ Slobodnaya Presser ngày 14 tháng 4 năm 2020. Dịch Covid-19 đã làm lộ nhiều lỗ hổng không chỉ trong hệ thống y tế quốc gia mà còn cả trong công tác tổ chức xã hội và sự điều hành nhà nước của Nga chính quyền nga trong vài tuần trở lại đây đã cho thấy sự thiếu quyết đoán không kiên quyết áp dụng các biện pháp cách ly đầy đủ trong khi đó hết ngày này đến ngày khác siết chặt dần các biện pháp hạn chế mặc dù nga đã có thể sử dụng những kinh nghiệm thành công nhất mặc dù nghe hơi lạ nhưng đó chính là kinh nghiệm thành công của cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chúng ta đã phải nghe quá nhiều về những thành công của trung quốc trong cuộc chiến chống lại dịch này sau 82.000 trường hợp mắc bệnh được phát hiện và hơn 3.000 ca tử vong, sự lây lan của coronavirus tại Trung Quốc đã bị chặn lại nhờ các biện pháp cách ly toàn diện, khi mà cả một số thành phố bị phong tỏa, giao thông và ngành sản xuất công nghiệp ở một số khu vực ngừng hoạt động. Kinh nghiệm của Hàn Quốc cũng rất đáng quan tâm tại nước này, nhờ tổ chức xét nghiệm trên quy mô lớn nên đã có thể nhanh chóng xác định các ổ dịch và ngay lập tức cho cách ly những người đã nhiễm. Hàn Quốc thậm chí còn không cần phải áp dụng các biện pháp hạn chế ngặt nghèo trên quy mô lớn. Tuy vậy, theo các dữ liệu tính đến 15 giờ ngày 13 tháng 4, tại nước này chỉ ghi nhận có 10.512 người nhiễm và 214 trường hợp tử vong. Nhân tiện nói thêm, cách làm của Hàn Quốc cũng đang được áp dụng tại Hồng Kông và Singapore. Việt Nam là quốc gia ngay lập tức quyết định sử dụng kết hợp kinh nghiệm của cả Trung Quốc và Hàn Quốc, có nghĩa là vừa áp dụng chế độ cách ly nghiêm ngặt vừa tiến hành xét nghiệm hàng loạt Kết quả thành công hiện nay của Việt Nam, đơn giản là không thể tưởng tượng, một quốc gia gần 100 triệu người mà tính đến ngày 13 tháng 4 chỉ ghi nhận 262 ca nhiễm bệnh và không có một trường hợp tử vong nào. Đại diện của tổ chức y tế thế giới, WHO nhận xét rằng bối cảnh cực kỳ quan trọng dẫn đến kết quả trên là do chính quyền Việt Nam đã áp dụng những biện pháp phản ứng một cách nhanh chóng và kịp thời. Thứ nhất, ngay từ tháng 1, ngay sau khi nhận được những thông báo đầu tiên về những ca nhiễm coronavirus tại Trung Quốc, chính quyền Việt Nam đã cho lập các mô hình toán học đánh giá rủi ro. Đã thành lập ngay một ban chỉ đạo quốc gia chống dịch đặt, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của một phó thủ tướng, phó thủ tướng Vũ Đức Đam. Từ tháng 1 năm 2020, các trường phổ thông đã bị đóng cửa, và vào ngày 16 tháng 3, khi phát hiện đã có 60 trường hợp nhiễm coronavirus, Việt Nam công bố áp dụng lệnh cách ly xã hội trên toàn quốc. Ngày 1 tháng 4, đời sống công cộng ở Việt Nam hoàn toàn đóng băng, có nghĩa là nếu như ở Ý và Pháp những biện pháp hạn chế được áp dụng khi dịch đã bùng phát, thì ở Việt Nam, chính quyền quyết không cho phép dịch bùng phát, và đây chính là sự khác biệt cơ bản nhất. Nhưng đồng thời, hệ thống y tế Việt Nam đã chứng minh rằng nó được trang bị tốt và có khả năng động viên rất tốt. Năm 2003, Việt Nam là quốc gia chủ yếu, chỉ sau Trung Quốc, phải đối mặt với dịch hội chứng hô hấp cấp SARS. Sau đó, các kết luận cần thiết đã được rút ra và bây giờ thì các bác sĩ Việt Nam đã được trang bị đầy đủ để đối phó với COVID-19. Các bệnh viện có đủ số giường, trang thiết bị và thuốc men cần thiết, các bác sĩ được trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân. Và đấy là còn chưa nói tới chuyện khẩu trang. Ở Việt Nam, nếu đi ngoài đường mà không đeo khẩu trang sẽ bị phạt. Mặc dù cũng không cần phải quá cố gắng để thuyết phục một người nào đó phải đeo khẩu trang, mọi người đều tự giác thực hiện theo những người chứng kiến tình hình hiện tại thì trong đợt dịch này xã hội việt nam đã thể hiện một tinh thần đoàn kết tương tự như tinh thần đoàn kết của họ trong thời kỳ chiến tranh chống mỹ nhưng điều quan trọng nhất chính là khẩu trang có đủ cho tất cả mọi người các công dân không hề phải đi hỏi là có thể mua chúng khẩu trang ở đâu nếu chúng ta so sánh kinh nghiệm của việt nam với những gì đang được thực hiện để chống lại dịch bệnh tại nga thì tình hình ở nước ta nga trông có vẻ như là đang ở một thái cực ngược lại và vấn đề không chỉ nằm ở trang thiết bị y tế, mà còn nằm ở chính cái nguyên tắc ra quyết định. Thứ nhất, các biện pháp cách ly toàn diện cho đến bây giờ vẫn chưa được áp dụng, ngay cả ở thủ đô Moscow, mọi người được khuyến cáo là nên ngồi ở nhà, nhưng bên cạnh đó lại được phép di chuyển trong các phương tiện giao thông. Điều quan trọng nhất miễn là có được tấm thẻ thông hành điện tử. Thẻ thông hành điện tử để làm gì trong khi đã có các loại giấy tờ cần thiết khác, quả là rất khó hiểu để ngồi trước máy tính hàng giờ chờ khôi phục lại khả năng làm việc của mạng hệ thống điện tử mới bị sập do số lượng các yêu cầu giao dịch quá lớn chăng? Tại sao lại không thể áp dụng tất cả các biện pháp hạn chế có thể ngay lập tức? Việc gia tăng số lượng người nhiễm và số ca tử vong theo cấp số nhân hiện nay cho thấy các biện pháp cách ly như trên không thực sự hiệu quả. Và chính quyền thủ đô đã phản ứng như thế nào? Lời kêu gọi của thị trưởng Moscow Sergei Sapzanin ngày 10 tháng 4 vừa qua trên thực tế chỉ cho thấy ông không biết phải làm gì không biết sử dụng những biện pháp nào và khi nào sẽ áp dụng. Có nghĩa là đã hoàn toàn không có một dự báo đầy đủ nào về các mối đe dọa. Thực ra, cũng có thông tin là lúc đầu người đứng đầu thủ đô, Sergei Sapzanin cũng muốn áp dụng áp dụng chế độ cách ly nghiêm ngặt, nhưng đã xuất hiện một số xích mích khó hiểu nào đấy với chính phủ liên bang. Thêm nữa, trong lời kêu gọi công dân ngày 2 tháng 4, Tổng thống Vladimir Putin thực sự đã chuyển giao trách nhiệm sang cho các quan chức khu vực. Và bốn ngày sau, Thủ tướng Mikhail Mishustin lại cảnh báo các thống đốc khu vực là họ không được phép nhầm lẫn giữa quyền hạn của mình với thẩm quyền của các cơ quan chức năng liên bang. Có nghĩa là rất có thể đã xảy ra một sự cọ sát giữa Kremlin và các thống đốc các tỉnh trưởng, trong đó có cả Sapsanin. Và những chuyện này chỉ nói lên một sự thật đã không có một trục đứng quyền lực, hoạt động nhịp nhàng nào, cho dù đã cố xây dựng trong hơn 20 năm qua. Ngoài tất cả những khúc mắc chính trị, sự trần trừ, các biện pháp áp dụng nửa với nói trên, tình hình còn trở nên nghiêm trọng hơn bởi những hậu quả của chính sách tối ưu hóa, ngành y tế Nga vừa mới được thực hiện cách đây, không lâu mà tối ưu hóa trên thực tế có nghĩa là cắt giảm số lượng bác sĩ, cắt giảm số lượng bệnh viện và số lượng gừng bệnh trên toàn nước Nga. Vâng, còn biết nói gì nữa khi mà ngay giữa ban ngày ban mặt mà có đốt đuốc tìm cũng không thấy khẩu trang và thuốc sát khuẩn trong các hiệu thuốc và trong khi ở việt nam cả nước hành động thực sự như một doanh trại quân đội thống nhất thì ở nga người ta chỉ thấy sự mất cân đối trong quản lý nhà nước những biện pháp hạn chế không thực sự rõ ràng thiếu những trang thiết bị cần thiết nhưng bù lại lại dọa sẽ thu tiền phạt không thiếu một xu nếu vi phạm các quy định